Chào các bạn nhá. Hôm nay mình đi dạo phố chút. Con phố hôm nay mà mình đi dạo là Hải Thượng Lãn Ông, phố Đèn Lồng đấy. Ví dụ con phố này mà như là Tết này hay là Trung Thu hay là cái Tết Nguyên Tiêu ấy, con phố nó đỏ rực luôn đấy. Đó. Có một du khách người nước ngoài cũng mặc đầm đỏ luôn. Thì con phố này nó ở quận 5 nha các bạn, Hải Thượng Lãn Ông, quận 5. Mình hôm nay mình gần Tết rồi, mình lên đây mình quay xíu, mình chơi. Đó. À, ở trên này là bán cũng cả bán sỉ, cả bán lẻ những cái đồ trang trí trong ngày Tết nha các bạn, như là đèn lồng này, hay câu đối, hay là tranh nè, những cặp bánh trưng, bánh tét này khổng lồ bữa để trưng đó. Ồ, anh ấy ví dụ như là một cặp bánh tét kia thì nhiều anh, khổng lồ bữa ấy. À đấy là bên tiệm bên này. Thế ví dụ như tiệm của anh ấy, ví dụ cặp dưa hấu kia ấy. À, ý là em đi quay phim xíu thôi cho vui mà. Đó. Nè đây này, cái gì cũng có rồi bạn, nhưng mà nó là đồ giả nha bạn. Đây là như là dưa hấu này, tỏi vàng này. Rồi, nhà cung trúc tân xuân kìa, đó đẹp lắm bạn. Đây đó là cái con phố này là chuyên bán những cái đồ mà trang trí hay là những cái cái gì ta, những cái đầu lân sư rồng của Trung Thu đấy, thì các bạn có thể lên đây kiếm nhá. Đây này, ví dụ như mình vừa nói con rồng, đây có con rồng này, con rồng này phải nhà nào rộng thì mới treo được đó. Ừ. Nhiều đồ lắm, nhiều đồ đẹp lắm bạn, có cả pháo bông nữa. Đây này, pháo này, cái này là của Z121 này bạn. Đó, dàn pháo phương viên. Cái này là anh ơi, cái một dàn này nhiêu đây anh? 650 ạ. 650 dàn này ạ? À? Cái này của 121 đây đúng không? Đúng. Thế còn cái này anh? Cái này 250. 250 là một hộp á? À? Được nhiêu cây anh? 10 cây. 10 cây à? Cái này là đặt ở dưới trong này ấy à anh? Nó phun à? À cái pháo sáng ấy đúng không? Pháo mà có khói mà ở trong mấy cái sân vận động hay xài đấy đúng không? Này trong nhà hàng tiệc cưới á. À nhà hàng tiệc cưới à? Ồ. Đẹp ha anh. Còn mấy cái này là pháo ở đây đúng không? Còn giấy. Ồ. Nhiều loại pháo lắm các bạn có thể lên đây mua pháo về chơi nhá. Pháo của anh là anh bán là hàng của Z121, yên tâm. Rồi, em cảm ơn nhá. Đó, rất là nhiều nhá. Cả pháo giấy nữa. Rồi, bên này là cũng là vậy đây. Bánh chưng, bánh tét rồi bông kiểng, cái lựu kiểng này, đó, lựu kiểng. À, con cho con coi xíu nha. Dạ chút cho chút cho. Dạ. Má dễ thương á. Ờ, dạ, má ơi. Đi tiệm lên luôn nè. Cái cặp này là nhiêu đây má? Dạ, có giá này. 90 à. Ừ. Đó kia. Cái này là miếng dưa hấu bự này là 100. Nè đây là tiệm này của má là tiệm Thắng Trinh Phát 219 Hải Thượng Lãn Ông, phường 13, quận 5 nha các bạn. Nếu có mua đồ trang trí cho ngày Tết như là bánh chưng, bánh tét hay là những câu đối hay là những cái để treo ở trong nhà, các bạn đến đây ủng hộ má nha. Này đây là có anh chú đẹp trai đang quay nè. Rồi bây giờ con chúc chú buôn may bán đắt nha. Rồi cảm ơn. Bây giờ mình lại đi tiếp nha. Này đồ khá là phong phú rồi, các mặt hàng trang trí cho ngày Tết rồi. Cái này hay lắm, cái đầu rồng này nó động đậy được này các bạn này, nhìn đẹp lắm. Và bên trên có chữ hoa mình không biết đó, cũng không thấy có ghi giá. Anh ơi, một cặp này là bao nhiêu đây anh? 350 một cặp. 350 một cặp. Dạ, em cảm ơn. Cái này là 350 nha các bạn. Cái này là đồ đẹp lắm bạn. Này, đây là tiệm Hiếu Thông. Các bạn có đến đây mua cái cặp này thì ở tiệm Hiếu Thông nha. Là em cảm ơn nha. Đó. Đó. Con phố này đã đỏ rực rồi đây này. Nhiều đồ lắm bạn, giá cả cũng rất là phong phú.
còn bông nữa này, bông kiểu này, bông nhựa, bông giả, mai giả này, đó, an khang thịnh vượng, chúc mừng năm mới. Phố này là mình đã thấy Tết về đến nhà rồi. Nãy chạy qua bến Bình Đông coi cái ngày mà khai trương chợ hoa trên bến dưới thuyền đấy. Thì mình có coi sắp khai trương rồi đấy. Thì mình xem nhớ lại xem nào, nó tổ chức vào cái ngày từ ngày 15 đến ngày 30 tháng chạp nhá, tức là bắt đầu từ ngày 25 tháng 1 đây đấy, 25 tháng 1 thì bắt đầu có chợ hoa. Thì đến hôm đó mình sẽ lên mình review cái chợ hoa trên bến dưới thuyền. Mình rất thích cái đó, ngày xưa mình ở quận 8 là Tết nào mình ra đó chơi. Nó cũng ở gần đây thôi, quận 8 đến quận 5 nó cách nhau có cây cầu Trà Vào thôi, cây cầu Trà Vào thôi. Đó đẹp lắm bạn. Con phố này thật tuyệt vời. Cứ mỗi dịp mà Tết cổ truyền hay là Trung thu hay là Tết Nguyên Tiêu của người Hoa nhá, cứ kêu tiểu ấy, là con phố này nó đỏ rực luôn. Một màu đỏ. Cái này nhiều em? Cái đó 200. 200 à. Anh review dùm cho em. Anh quay phim xíu này. Cái này đẹp lắm bạn. Có cành đào với cả bánh trưng, bánh tét rồi một cái ấy. Vạn sự như ý này là 200. Đây là những cái đồ trang trí các bạn. Đó. Đẹp lắm. Khá là nhiều. Rực rỡ luôn này. Màu đỏ. Rồi giờ mình đi tiếp nào. Giờ này đông quá. Cũng khá nắng. Nhưng mà kệ, đi quay phim cho các bạn đây là mình chịu khó xíu. Cao điểm đây là một mâm cúng của người Hoa. Người Hoa người ta đang cúng mai. Mai đào trái gì cho mình không dành. Đẹp lắm bạn. Còn xấu lắm mình phải quay luôn rồi. Bên này là lịch các kiểu bạn ạ. Và cái này là lô tô, cái trò lô tô ấy mà mình không biết chơi. 25 ngàn bầu cua, thể bầu cua 25 ngàn. Đây là lô tô thì mình không biết, lô tô thì 40. Mấy cái này là Tết hay chơi lắm mà. Ồ đẹp cho bạn ơi này, rực rỡ luôn đó. Sưởng như tiền bịch cái con. Cái đó 300 cái. Cái này là 300 à? Ồ, cái này thì 250. Cái này là 300 nha các bạn, còn cái này là 250. Con cảm ơn cô nha. Bên này là mai giả. Ồ, những cái túi tài lộc đấy hả anh? Hả? Túi thơm à? Túi thơm. Cái này nhiêu tiền cái anh? 35 ngàn. Dạ, em cảm ơn nhá. Cái này nhiều mẫu mã, nhiều ấy lắm bạn, 35 ngàn một túi.
túi, cái nào cũng như nhau hả chị? Dạ. Tiệm của chị là tiệm Kim Vạn Lợi, 149 này, thường Lãn Ông nha các bạn. Các bạn có ghé mua ủng hộ chị. Đây đủ các kiểu túi thơm này. Cái này treo trong nhà cho nó thơm. Với lại những cái này là những cái trang trí này. Ồ trời ơi, đèn lồng rực rỡ luôn bạn ơi. Rồi. Đẹp lắm. Đó. Em cảm ơn nhau. Đây là mai giả này bạn ơi. Mai giả. Cành mai vàng rực luôn. Rồi. Tiếp nha. Đây mình lại tiếp tục đây. Bên này khá nhiều đèn lồng rồi. Đó. Đẹp lắm ạ. Cái này là giống như ổ hoa anh đào ấy rồi. Hay là hoa gì đấy bạn? Hay là hoa anh đào hay sao? Mùi mai này, cả băng sáo này đẹp lắm này bạn. Mùi băng sáo giả. Một màu đỏ của cái con phố Hải Thượng Lãn Ông này. Các mặt hàng các tiệm gần như bán cũng khá là giống nhau. Quay cho em à? Dạ. Thời thầy. Đây anh, bạn kêu quay dùm bạn đây. Đây em ấy một cái này thì bao nhiêu? 250 là một giây này à? Rồi. Đây tiệm của anh là tiệm không nhìn thấy cái bảng hiệu. Thu Ngân nha bạn, 210-212 Hải Thượng Lãn Ông. Đó, rồi, đẹp lắm này. Mình trưng này, có chữ Tết này. Đó, đẹp lắm. Rồi, pháo, hơi băng pháo giả bự chập gá. Đó. Khá là đẹp. Rực rỡ luôn. Đây, bên này nữa. Đẹp lắm bạn, mai này, chậu mai đẹp chưa này. Long lanh. Rồi. Pháo. Chùm ớt này, bắp này, cái tỏi này, cái đèn lồng. Đó, đây này. Mấy cái đầu lân sư rồng đây này. Nhưng mà mấy cái đầu này nhỏ nhỏ ấy, trung thu chơi thôi, chắc là hàng dư nên người ta đem ra bán luôn. Điện rất là thú. Đó, đẹp lắm bạn. Thì để mà đua mua đồ trang trí về ngày Tết hay là ngày Trung Thu hay các bạn người Hoa thì ghé đây mua nha. Thì mình cũng đi review sơ sơ cái con phố Hải Thượng Lãn Ông ở đây, tại vì là mình đi qua mình tạt vô đây, mới cả nó cũng đến ngày Tết rồi ấy. Thì những cái này gần như là nhà ai cũng sắm, nên mình nhìn thấy có một cái ông đồ đây. Ông đồ ngày xưa á, à, ông đồ ngày xưa đó. Thì mình xin tạm dừng cái video về con phố Hải Thượng Lãn Ông ở đây nhá. Mình hy vọng các bạn vẫn tiếp tục yêu thương và đồng hành cùng với mình trong những cái video tiếp theo. Mình hy vọng sẽ ra được thật là nhiều video, sẽ đến được nhiều nơi hơn nữa để review cho mọi người cùng coi, cùng có thể là tìm kiếm thông tin cho những cái địa điểm muốn đến mà mình đã review qua. Thì mình hy vọng các bạn đăng ký kênh để cùng mình cùng với các bạn sẽ
đi thật nhiều nơi nhất có thể. Thực ra mục tiêu của mình vẫn là đi được hết cái Việt Nam. Mình yêu Việt Nam, mình yêu Sài Gòn. Việt Nam mình đẹp lắm á. Việt Nam mình là top những cái điểm đến của thế giới đấy. Nên là mình cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Mình bỏ nữa cũng bỏ vô cho anh đi. Sẽ gặp lại nhau trong những cái video tiếp theo nha. Còn bây giờ thì ok, bye bye.